Tiếp tục sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin chào chị Hương Liên ạ, miền Bắc đang trong đợt mưa, thế còn Nam Bộ chiều nay thì có mưa nhiều không ạ? Vâng anh Phúc, sau khoảng tạm giảm mưa 3-4 ngày vừa qua thì đến chiều nay mưa đã xuất hiện trở lại nhiều tỉnh thành. Mây ẩm phát triển và gây mưa ở nhiều tỉnh thành, cả miền Đông cũng như là miền Tây. Không chỉ mưa to cục bộ, trận mưa chiều nay còn kèm theo dông gió mạnh. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, ở sân bay Tân Sơn Nhất đã quan trắc gió giật mạnh tới cấp 7. Tuy nhiên là mưa chỉ xảy ra nhiều trong chiều nay thôi, từ ngày mai mưa lại giảm. Chỉ xảy ra vài nơi không đáng kể, ban ngày trời nắng nhiều và nóng. Thành phố Hồ Chí Minh còn xảy ra nắng nóng, nhiệt độ 2 ngày tới có thể lên tới 35 độ C. Còn trong buổi tối và đêm nay, trời sẽ tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 26 độ C, không khí dịu mát. Ở Bắc Bộ như tại thủ đô Hà Nội, dự báo tối nay mưa rào nhẹ thoáng qua, chưa đủ làm mát, nhiệt độ còn cao 28 đến 31 độ C nên cảm giác hơi oi. Đến nửa đêm thì mưa ngắt quãng, không khí sẽ dễ chịu hơn, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là 27 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.